Thâm giả thư ốc chương 1239, xét đánh rồi. Ba bà. bà bà cười, cười rất vui vẻ. Dưới sự giúp đỡ của Oanh Oanh, Châu Trạch đứng lên, vừa để cho Oanh Oanh lau mồ hôi giúp cho mình vừa nói với bà bà. Đưa miếng da thú đó, à, còn có cái trứng kia của cô nữa, đưa cho tôi đi. Bà bà đưa bàn tay vào bên trong quần áo của mình. Ánh mắt Châu Trạch đông lại một phen. Lại không thấy bàn tay cô ta mò xuống phía dưới mà là chụp một phát trên phần bụng của mình. Rất nhanh đã lấy ra. Trong lòng bàn tay, có thêm một thứ màu trắng trôi lơ lửng giống như là đông đóng vậy, còn tỏa ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt. Thành thật mà nói, cái trứng này, so với cái thứ dính dính nhớp nhớp trong tưởng tượng của ông chủ châu, thì thuận mắt hơn nhiều. Bà bà lấy ra một cái bình, bỏ cục đông đóng màu trắng đó vào, đưa cho châu trạch. Quanh anh đón lấy giúp châu trạch, đồng thời hỏi cái này dùng như thế nào đây thật sự là một chuyện phải hỏi có chút siêu cấp rồi tìm phụ nữ thế vào là được rồi chuyện đó là phạm pháp ông chủ châu lập tức phản bác chỉ cần đưa tiền thôi người tình nguyện làm loại chuyện kiểu này thật sự rất nhiều nếu không phải đàn ông không có tử cung mà nói đàn ông tình nguyện làm chuyện này chắc chắn còn nhiều hơn nữa châu trạch liếm môi một cái trước đây anh làm bác sĩ một ít chuyện trên phương diện này nghe nhiều cũng nhìn đến mức quá nhiều rồi đầu năm nay người có thể bán đứng tất cả mọi thứ vì tiền quả thật không ít vậy có muốn tìm một giống đực lấy chút tinh trùng hay không có thể có cũng có thể không cần nó chẳng qua chỉ là sinh mệnh của tôi kéo dài dù sao các ngươi cũng là biết tuổi thọ của tôi không còn sót lại được bao nhiêu thật ra thì cũng còn nửa năm đấy thôi cũng có thể làm không ít chuyện bao gồm tự cô tìm rồi trực tiếp thay thế cũng được ha ha bà bà cười nụ cười này khiến cho ông chủ châu có chút nhìn mà không hiểu được rồi yêu cầu của tôi rất đơn giản để cho tôi được sinh ra thành công đến lúc đó là giao cho viện mồ côi hai đưa cho những chỗ khác nuôi dưỡng đều được anh chỉ cần bảo vệ tôi tới lúc tôi có thể được sinh ra một cách an toàn là được rồi cô đang nói sau khi cô được sinh ra là hình người tôi là người thật ra câu trả lời này khiến cho ông chủ châu có chút ngoài ý muốn vốn dĩ còn tưởng rằng đây là một con yêu nữa chứ không nghĩ tới lại là người cũng không biết cả đời này của cô ta rốt cuộc đã trải qua cái quái gì mới trở thành cái bộ dạng này được rồi tiếp theo chính là miếng da thú mà anh muốn đấy bà bà bỗng nhiên cởi y phục của mình ra để lộ ra cơ thể của mình châu trạch không quay đầu cũng không kiên kỵ cứ vậy mà nhìn thành thật mà nói vóc dáng rất khá, nhưng nghĩ đến việc vị bà bà này nuôi mấy chục tiểu nam thiếp, bỗng nhiên lại không còn chút sức hấp dẫn nào nữa rồi. Bà bà xoay người, lộ ra sau lưng cho Châu Trạch cùng Oanh Oanh. Sau lưng lại có vẻ một tấm bản đồ, giống như là được xăm vào vậy. Móng tay của bà bà bắt đầu cắt phần da thịt trên lưng của mình. Đây thật sự là một màn đủ để khiến cho người ta tê cả da đầu mà. Tiếng da thịt tách rời không ngừng truyền tới giống như một trang giấy, đang từ từ bị xé ra vậy. Không trách được trước đó cô ta đã nói, miếng da thú này, nếu cô ta không cho, thì sẽ không có ai giành được, miếng da thú này, đã mọc ở trên người cô ta rồi. Cuối cùng, da thú cũng bị xé xuống. Bà bà mặc quần áo vào, xoay người lại, ném miếng da đã được cắt ngay ngắn kia qua. Châu Trạch không đỡ. Vẫn là oanh oanh nhận lấy. Tốt lắm, kết thúc rồi, cảm ơn bà bà không lưng cúi đầu một cái với châu trạch cảm thán nói cả đời đánh cược thực tế đến cuối cùng thắng thua thực sự lại không ở trên chiếu bạc các người đi đi tôi mệt mỏi rồi phải nghỉ ngơi châu trạch nhìn theo bóng lưng bà bà đang leo vào trong giường nhún vai một cái anh có chút không thích ứng được với mùi máu tươi tràn ngập trong căn phòng lúc này đẩy cửa ra đi ra ngoài lúc một chân bước ra ngoài cũng đã xuất hiện ở trong vùng hoang dã rồi đúng thật là trực tiếp đi ra từ sòng bạc có chút đáng tiếc nha vốn dĩ còn đang nghĩ sẽ có cơ hội vào trong sòng bạc chơi vài ván trải nghiệm hay không châu trạch cảm thán nói ông chủ vậy bây giờ chúng ta có thể quay lại chơi thêm lần nữa tôi có mang theo tiền oanh oanh vẫn hiền lành như vậy lúc này châu trạch cảm ứng được chiếc nhẫn thanh đồng trên nón áp úp bàn tay phải của mình bỗng nhiên run rẩy mấy cái Ừm. sao vậy ầm uhm. đột nhiên từ trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng sấm châu trạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu anh nhìn thấy bên trên đột nhiên mây đen cuồn cuộn hơn nữa ở sâu bên trong mây đen này thế mà còn có một loại khí tức khiến cho anh cũng có chút run rẩy đang lưu chuyển đây không phải là sấm sét tự nhiên đây là lôi kiếp châu trạch bỗng nhiên hiểu ý tứ của bà bà khi nói đều kết thúc vừa rồi cũng đã lĩnh ngộ được khi anh nói còn có thời gian nửa năm thì đối phương lộ ra nụ cười khổ sở rốt cuộc muốn biểu đạt chuyện gì lúc anh mang thiếu niên áo tơi này cũng chính là hồ yêu ra khỏi cái sòng bạc này cái sòng bạc này chờ sau khi mất đi tất cả mọi che giấu hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của thiên đạo mà ở bên trong sòng bạc thế nhưng nhưng là tụ tập không biết bao nhiêu quỷ vật yêu vật thậm chí là cả quỷ sai đang đánh bạc đến cao hứng. Khí tức tản ra khi bọn họ tụ chung một chỗ. Giống như một chiếc đèn chân không công suất siêu cấp trong đêm tối. Đủ để sáng đến mù mắt thiên đạo. ầm 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 A a a. Oanh oanh bị dọa đến che lỗ tai của mình tựa sát vào trong ngực châu trạch. Sấm chớp không ngừng giáng xuống khu vực ngay trước mặt tình cảnh vô cùng rung động châu trạch thở ra một hơi lòng vẫn còn sợ hãi nói sét đánh rồi nếu như phải làm một bản xếp hạng trên thế giới này ai là kẻ sợ sấm sét đánh nhất cương thi tuyệt đối có thể xếp hàng tốt sinh tử có số âm dương tuần hoàng vốn là đạo lý từ trước đến giờ nhưng cương thi lại do chết đi mà sống lại đến cuối cùng sống không phải là sống chết cũng không phải là chết được gọi là nhảy ra khỏi tam giới lại là điều phạm vào kiên kỵ của lão thiên gia nhất bất kể là vị nào đang thượng vị đều ghép loại đoàn thể không chịu quản lý như thế này nhìn thêm chút nữa ông chủ châu đã từng tiếp xúc với hai vị đại tổ tông của cương thu cũng đã trực tiếp sống từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến hiện tại mặc dù có chút cẩu thả nhưng cũng coi là tổ tông của giới cương thi có lúc có thể sống cũng là một loại bản lĩnh các đối thủ cùng thời đại với chính mình đều đã bị ép chết. Cũng coi là một loại cô đơn của vô địch đúng không? Châu Trạch đưa tay ôm lấy oanh oanh, hai người cứ như vậy mà tựa sát vào nhau, nhìn phía thiên lôi cuồn cuộn ở trước mặt. Ha! Đừng nói chứ! Thật đúng là có một loại lãng mạn bất thường. Có loại cảm giác bạn trai nhỏ chơi xấu cố ý dắt bạn gái nhỏ vào nhà ma. Rõ ràng là bản thân cũng sợ đến run lập cập nhưng vẫn cố gắng gượng giữ vẻ trấn định ở trước mặt bạn gái nhỏ oanh oanh rất sợ hãi cô ấy chưa bao giờ sẽ che giấu tâm tình và ý tưởng của mình ở trước mặt châu trạch cô ấy ở trước mặt ông chủ châu vẫn luôn rất rõ ràng xét từ trên góc độ nữ quyền mà nói bạn có thể nói cô ấy không nhân cách ngấm sâu đủ loại tư tưởng độc hại nhưng một người đời này có thể tìm được một người để có thể không giữ lại chút gì toàn tâm toàn ý đối xử với đối phương nhưng cũng không lo lắng đối phương sẽ tổn thương mình cũng là một loại hạnh phúc và may mắn cực kỳ lớn rồi. Thật ra thì, ông chủ châu cũng bị dọa sợ không kém. Cương thi khác nhiều nhất là sợ sấm đánh thôi, nghe thấy tiếng sấm nổ ầm ầm trên đỉnh đầu một chút thôi là đã không tự chủ được có chút run rẩy như cầy sấy rồi. Tỉ như lúc trước, khi thằng bé trai mới ra ngoài đã cứu không ít thôn dân ở trong núi, các thôn dân đã lập một cái từ đường cho anh ta, thằng bé trai lại bị dọa sợ đến mức trực tiếp chạy tới đạp sập cái từ đường kia tại sao sợ sét đánh nha bọn họ chỉ là sợ thôi nhưng có lẽ ông chủ châu là một trong số rất ít rất ít phượng mau lân giác trong cái nghề cương thi này thực sự đã từng bị sét đánh rồi nha ngược lại cũng không phải là chưa từng có những cương thi khác bị sét đánh thế nhưng bọn chúng cơ bản đều hôi phi yên diệt rồi cho nên cũng không nhắc đến nữa còn nhớ đến lúc ấy khi ở lệ giang hòa thượng đầu nắm nuốt một con quỷ trong động quỷ cuối cùng dẫn tới lôi kiếp. Tư vị kia. Chua tới sản nha. Trạng thái khi đó, lại cho anh thêm chút thêm chút hành, gừng, tỏi, cho thêm một chút bạc tiêu trên mặt là có thể trực tiếp bưng lên bàn được rồi. Ông chủ châu thật sự không dám trải qua thêm một lần nào nữa. ầm um, ầm um, ầm um, Sấm. Ngay từ đầu, chẳng qua chỉ là hai ba tia. Giống như là món khai vị vậy. Sau đó, chính là hạt lớn hạt nhỏ rơi trên đĩa ngọc. Đùng đùng một tia nối tiếp một tia giáng mạnh xuống. Đỉnh thật. Đây thật đúng là cảnh tượng còn hoành tráng hơn nhiều so với việc thả pháo hoa đấy, đùng đùng giống như rang đậu vậy, quay chụp mấy cảnh phim kháng chiến chống Nhật ở bên hoành điếm cũng không đầu tư được nhiều thuốc nổ như vậy đi. Ông chủ. Sao? Ông chủ à. Sao? Cô nói to hơn một chút đi, tôi không nghe được. Ông chủ Sấm chớp này sao vẫn không ngừng lại vậy? Sao, cô nói cái gì? Sấm chớp này vẫn còn chưa ngừng nha. Đoán chừng là nhiều người, nhiều quỷ đấy. Dưới sấm chớp dày đặc như thế này, gần như là đã triệt tiêu đại đa số những âm thanh khác rồi, giờ khắc này chính là lão thiên gia đang nổi giận, giống như hoàng đế nổi giận vậy, các đại thần đều phải cúi đầu không dám chọc giận long nhan, dân chúng ở bên dưới, đương nhiên càng là sợ đến hết hồn hết vía rồi. Đương nhiên rồi. Chính bản thân Châu Trạch cũng không nghĩ tới, cái sòng bạc này lại có nhiều khách hàng như vậy. Có lẽ, những thứ đã nhìn thấy trong phòng khách trước đó chẳng qua chỉ là một góc của núi băng thôi, kích thước của cái sòng bạc này hẳn là còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Rốt cuộc, sau khoảng chừng 5 phút, lôi ngừng, mây bay gió thổi. Phản phất như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì chỉ là mảnh đất trồng hoa màu trước mặt đã xuất hiện vô số hố nhỏ rậm rạp chằng chịt lôi kiếp này bàn về cảnh tượng thực sự là kém xa hỏa tiễn nhưng đối với những vật âm tà mà nói mà nói vậy thì đúng là khắc tinh thật sự đều đã mất đều đã mất rồi một cái sòng bạc không biết bao nhiêu tay cờ bạc ở bên trong yêu ma quỷ quái cộng thêm quan sai tất cả đều cùng nhau bỏ mạng tại nơi này đón nhận sự thay tẩy đến từ người cha thiên nhiên Xét đến cùng, thật ra thì vẫn là bởi vì Châu Trạch mang thiếu niên Hồ Tinh ra ngoài, chẳng qua là lúc này, kẻ cầm đầu cũng đang thấy lạnh cả sống lưng rồi. Về phần ấy nấy, thật sự không có. Nếu như chẳng qua chỉ là không cẩn thận đánh chết mấy kẻ vô tội, có lẽ còn sẽ có một chút ấy nấy. Nhưng chuyến này đánh chết nhiều quỷ như vậy, ấy nấy cũng không nổi. Đợi ở nơi này một lúc, Châu Trạch và Oanh Oanh mới dám đi về, đi lại chỗ đậu xe trước đó không phải là bọn họ gắn gượng ở lại muốn xem phong cảnh sét đánh mà là bởi vì trong tình cảnh trước đó cái loại thời điểm bị máy thiên địa nhìn chằm chằm như thế này nếu bạn có có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ này đều có thể va vào sự chú ý của lão thiên gia bạn đứng im ở đó bất động tuân thủ quy tắc thì còn may dám lộn xộn đoán chừng lão thiên gia cũng không ngại thuận tay lau chùi thêm lần nữa ngồi vào trong xe lần này châu trạch ngồi ở vị trí phó lái Oanh oanh à, lúc về cô lái xe đi. a à, ông chủ, anh không sợ tôi. Không sợ, đụng thì cứ đụng đi, đừng khách khí. Nếu thực sự gặp kẻ chuyển làng đường mà không bật đèn xi nhan, trực tiếp tông thẳng qua là được rồi. Tôi vừa bị lão thiên gia dạy dỗ một phen, cũng phải tiếp tục truyền bá tinh thần của lão thiên gia, dạy người khác cách làm người một chút để cho mọi người cùng nhau lĩnh hội và học tập tinh thần mà lão thiên gia truyền bá. Vâng, ông chủ. Oanh Oanh rất kích động chuẩn bị cho xe chạy, cô ấy lấy được bằng lái rất lâu rồi, nhưng bởi vì ông chủ nhà mình vẫn luôn không cho phép cô ấy lái xe, một người vẫn luôn nghe lời ông chủ nói như cô ấy, thật sự không lái xe nữa, tài xế tân thủ, mỗi một người đều có một loại xung động rất muốn lái xe. Châu Trạch lấy ra một chai nước suối đã chuẩn bị sẵn ở trong ngăn kéo, uống một hớp, trong lòng tự nhủ. Sấm chớp này, đủ đáng sợ. Dạ, mồm Ông chủ Châu theo bản năng liếc mắt qua. Anh cảm giác mình vẫn ưa thích một danh câu không thích nói chuyện hơn. Lúc anh gặp chuyện gì đó, kêu một tiếng là đã tới rồi, giao chuyện cho anh ấy, đợi giải quyết vấn đề xong xuôi hoặc là người gây ra vấn đề đã được giải quyết, lại trả cơ thể về cho anh. Phân công với nhau rõ ràng như vậy, cũng không có gì khác cần trao đổi. Danh câu bây giờ, lúc không có chuyện gì lại bỗng nhiên ngâm lên một câu: nói ra mấy câu phê bình với suy nghĩ trong lòng của anh, thật sự là khiến cho người ta rất không thoải mái, có loại cảm giác khác thường khi nội tâm bị một người khác dòm ngó không sót một chút nào. Tâm lý này rất dễ hiểu. Giống như là khi ở nhà hoặc khách sạn chọn bánh, hoặc là đi gặp rồi làm một nửa gì đó. Đạt được thứ mình muốn, không trói buộc với nhau, xong chuyện đối diện trở về một cái hoan nghênh lần sau lại đến, có phải đổi người khác đổi số thứ tự hay không, là khẩu vị như cũ hay là muốn nếm thử một chút, cũng chỉ là chuyện trong ý muốn của mình mà thôi, cực kỳ tự do. Nếu như mấy thứ bánh kia giống như ở trong câu lạc bộ, chọn một người thì phải thực sự dẫn về nhà sau đó cùng nhau sống qua ngày, vậy sự nghiệp thật sự tan tành rồi. Ô kìa! Sao vậy, oanh oanh? Ông chủ, cái xe này không khởi động được. Để tôi xem thử. Xe, đúng thật là không khởi động được, đoán chừng là điện bình hoặc là những thứ khác chịu một ít ảnh hưởng từ sấm chớp bên ngoài nên nảy sinh vấn đề kiểm tra xong xe ông chủ châu lập tức nghĩ tới điều gì đó lại lấy điện thoại di động ra mà hình trực tiếp tối đen rồi ở trước mặt sức mạnh của thiên nhiên khoa học kỹ thuật của loài người khoa học có lúc thật sự yếu ớt đến đáng sợ ông chủ nếu không anh ngồi ở trong xe đi tôi ở sau đẩy xe Trực tiếp đẩy về trong nội thành tìm cửa tiệm 4S đi. ầm, um, Bản thân ở trong xe ngồi đến sung sướng thoải mái. Oanh oanh ở phía sau một đường đẩy xe đến khu nội thành. Thật ra thì. Chuyện này, xét trên độ khó mà nói. Thực sự không khó. Ít nhất đối với Oanh oanh mà nói. Thật sự là chỉ là một bữa ăn mà thôi. Cũng không cần lo lắng cô ấy mệt mỏi bị thương hay là kiệt sức gì đó nhưng ông chủ châu vẫn lắc đầu một cái nói được rồi cùng nhau đẩy đi như vậy sao được chứ hay là ông chủ tự chúng ta trở về trong nội thành trước sau đó sẽ mua một chiếc xe đi cuộc sống này không trải qua bằng cách đó ngược lại đối với chúng ta đẩy xe cũng không phải loại chuyện tốn sức gì lại không có chuyện gì gấp cần vội vã đẩy đi vừa đẩy vừa đi đúng lúc tôi cũng muốn thả lỏng một chút được ông chủ chỉ cần có thể ở bên cạnh ông chủ nhà mình bất kể là làm gì oanh oanh cũng đều là vui vẻ sau đó ở trên một con đường mòn vùng nông thôn châu trạch và oanh oanh cùng nhau đẩy xe ô tô đi thẳng về phía trước có lẽ nếu là người khác đẩy xe tốc độ sẽ rất chậm nhưng đối với châu trạch và oanh oanh mà nói độ khó thực sự không lớn cũng không khác tốc độ bước đi của người bình thường lắm vào lúc này cũng đang là thời tiết đầu xuân phong cảnh ven đường cũng rất đẹp hai người vừa đẩy xe đồng thời vừa nói vừa cười có lẽ đây cũng tính là một loại lãng mạn đi một loại lãng mạn mà tình nhân thông thường muốn trải nghiệm cũng không còn sức để trải nghiệm chờ đến lúc xế chiều xe bị đẩy vào bên trong tiệm sửa chữa châu trạch lại đặt một gian phòng ở lân cận đó sau khi tiến vào theo quy tắc cũ tắm trước sau khi tắm xong ông chủ châu lập tức nằm nghịch xuống giường Banh oanh tắm xong mới leo lên giường theo. Trúc vào bên người Châu Trạch, xoa bóp đầu giúp anh. Cô cũng mệt mỏi rồi, cũng đừng. Châu Trạch thu hồi lời này. Đúng vậy. Cô ấy không mệt. Trong cuộc sống, có lúc bớt đi những lời hỏi thăm sức khỏe dối trá kia, thật đúng là không quen lắm, tỉ như cuốn nhiều nước nóng, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quá sức. Ông chủ, không khí ở nơi này rất tốt đấy. Bây giờ cô đã có thể cảm nhận được bầu không khí tốt hay xấu rồi. Tôi cũng không thể nói được đó là loại cảm giác gì, chẳng qua là ở nơi không khí tốt, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn, tỉ như ở trong tiệm sách, tôi đã cảm thấy không khí rất tốt. Còn không phải sao, ở chỗ tiệm sách chúng ta cũng đã sắp được vườn rau xanh bên kia biến thành dưỡng khí tự nhiên rồi. Châu Trạch nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn về phía hai món đồ được đặt ở trên tủ đầu giường, một là cái chai kia còn thứ còn lại chính là tấm da thú kia anh anh à đợi sau khi trở về cô đi tìm thử một chút đi có thể tìm người thay thế một chút hay không cho thêm chút tiền đi vâng được à oanh oanh đáp ứng sau đó dường như lại vừa cảm ứng được tâm trạng châu trạch thực sự thay đổi nhỏ giọng hỏi ông chủ có phải là anh cực kỳ không thích loại chuyện thay thế này không châu trạch thở dài cũng còn ổn thật ra thì lúc trước cũng đã từng thấy rất nhiều có lúc chính tôi cũng sẽ mê muội bởi vì càng nhìn lâu thì càng cảm thấy con người bọn họ thực sự không khác gì động vật cả cô xem đi chỉ cần có tiền lại còn có thể tìm người phối giống cho mình chuyện đó phải cô xem đó mà làm thôi giống như luật sư an châu trạch vỗ tráng một cái lúc này mới nhớ tới luật sư an đáng thương đã tới quang đông rồi đi cuộc sống này thoáng cái đã không có bao tay trắng thật là là rất không quen nha loại chuyện thất đức như thế này nếu như trước đó luật sư an có ở đây không cần tự anh đi sắp xếp anh ta có thể hoàn thành cực kỳ gọn gàng bây giờ trong tiệm sách oanh oanh có chút đơn thuần lão đạo có chút hiền lành thật đúng là rất khó tìm được một người khác thích hợp hơn hai mất đi mới biết quý trọng nha lão an à khi nào anh mới trở lại đây Lúc này, vị trí trên ngực Châu Trạch bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Oanh Oanh cảm giác được, đưa tay đặt ở trên ngực Châu Trạch. Châu Trạch cười một tiếng, lấy chiếc mặt nạ ở bên trong ra, Khánh chỉ là một cô bé con, khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà có thể được bao lớn chứ. Cho nên chiếc mặt nạ này cũng không quá lớn, lúc ông chủ Châu mang lên cũng có chút xiếc đến đau, cho nên cứ dứt khoát mang theo trên người. Đừng nói chứ, thật đúng là đồ từ âm ti ác đều là tinh phẩm. Điện thoại di động và cả xe đều hỏng rồi, nhưng đồ chơi này, tín hiệu vẫn tốt như vậy. Do dự một chút. Hít sâu một hơi. Châu Trạch tỏ ý banh quanh yên lặng một chút. Sau đó lặng lẽ mang chiếc mặt nạ này lên trên mặt. Ông. Thân thể rung lên. Tầm mắt do màu trắng chói mắt lại biến thành hai màu trắng đen. Lúc Châu Trạch mở mắt ra. Phát hiện lại đến cảnh tượng quen thuộc. Ở trên một cái giá đỡ anh đã thành một con búp bê nữ tròn vo. Sau khi đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai này đã có vẻ ung dung hơn nhiều. Còn lúc lắc một cánh tay. Bởi vì là búp bê, bên trong lại có khảm bánh răng, cho nên hai cánh tay này lại có thể thành công quay vòng vòng được 360 độ. Ông chủ châu giống như một đứa thiểu năng vậy. Ở nơi này, xoay tròn hai cánh tay của mình chơi trò bánh xe phong hỏa luôn. Chơi đến thật vui vẻ chơi một mình một lúc thật lâu châu trạch mới ngừng lại không đúng gửi tín hiệu cho anh như vậy vậy mà sao hai người kia lại còn chưa tới chứ ông chủ châu nhớ nơi này hẳn là còn hai con búp bê một con mặc trang phục viên ngoại con còn lại thì mặc một cái yếm hồng trên cái yếm còn có một chữ thịt chói mắt chiếc mặt nạ này chỉ có ba người khánh có được hẳn bọn họ là người của một đội đẳng cấp ất sao gọi anh tới Kết quả hai người kia lại không thấy bóng dáng đâu chứ. Anh cũng không thể tiếp tục ở lại đây bẻ đầu mình xuống làm bóng để đá chơi nữa một hồi chứ. Ồ. Ông chủ Châu thật đúng là đã đặt hai cánh tay bé tròn lên trên cái đầu của mình rồi, thử một chút. Lúc này, một con búp bê bỗng nhiên từ dưới giá nhảy lên. Là con búp bê yếm hồng đó. À. Rốt cuộc cũng có người đến. Châu Trạch lập tức bình tĩnh lại. Phải biết với tính tình của khánh là không có thể nào làm ra loại chuyện nhảy nhót như thế này được trầm ổn lạnh như băng có chuyện gì sao ông chủ châu đổi giọng điệu nói búp bê yếm hồng tạm đứng ở đấy không nói lời nào cô làm sao vậy ông chủ châu tiếp tục rất bình tĩnh mà hỏi ai biết được một giây sau con búp bê yếm hồng này lại nâng cái tay tròn vo lên nâng cái đầu của nó lên cạch một tiếng. Lấy đầu của mình xuống. Ảch. À. Cái này cũng có thể chơi như vậy sao? Ngay sau đó. Búp bê yếm hồng thả cái đầu của nó ở trên mặt đất. Tiến lên. Bẹp một cước đá lên cái đầu của mình. Cái đầu búp bê tròn vo lăn đến trước mặt Châu Trạch. Châu Trạch đứng nguyên ở đó không nhúc nhích. Búp bê yếm hồng cũng đứng ở bên kia cũng không nhúc nhích. Chỉ sợ không khí đột nhiên yên lặng ông chủ châu khó khăn nhìn đến con búp bê ở trước mặt vẫn là đầu đầy chấm hỏi nhưng đứng một lúc lâu anh bất động đối phương cũng bất động rốt cuộc ông chủ châu cũng không nhịn được thử nâng chân của mình lên đá một cái lên cái đầu ở trước mặt lộc cộc lộc cộc cái đầu bị đá trở lại trước mặt búp bê yếm hồng búp bê yếm hồng lại di chuyển nâng cái chân tròn nhỏ của mình lên đá lại cái đầu về phía châu trạch. Châu trạch lại đá trở về. Đối phương lại đá trở lại. Hai con búp bê ở trên cái giá lớn. Trong một bầu không khí rất quỷ dị. Thật sự là nổi hứng lấy đầu xuống làm bóng đá chơi. Đá đi đá lại. Trong lòng ông chủ châu từ từ vận chuyển. Trong đầu của anh bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Hơn nữa khả năng này còn đang không ngừng càng lúc càng sâu rốt cuộc. Lúc bóng, không đúng, lúc cái đầu bị đá trở lại trước mặt mình. Ông chủ Châu thực hiện một pha cắt bóng hoàn hảo. Nhỏ giọng hỏi. Ngài là. Nhìn con búp bê mặt yếm trước mặt này hành động khác thường như vậy, lại liên tưởng một chút lúc liên lạc thông qua phương pháp này trước đó, hai con búp bê kia cũng chính là hai đại lão trong đội chấp pháp cùng đi ra ngoài với khánh, chung một đội và muốn đi săn giết mục tiêu. Câu trả lời thật ra thì đã cực kỳ rõ ràng rồi. Cũng vì vậy, câu ngài là của ông chủ Châu. Trong cẩn thận lại mang theo chân thành, cũng bày ra sự khoan nhượng vừa đủ. Nhưng mà, con búp bê mặt yếm ở đối diện vẫn không trả lời. Lúc ông chủ Châu dò xét dự định đá cái đầu búp bê quay ngược trở lại. Con búp bê mặt yếm lại di chuyển, lại tiếp tục đá trận bóng này. Yên lặng. Yên lặng ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại quỷ dị như thế này. Ông chủ châu không thể không tiếp tục chơi cái trò chơi, lấy đầu mình xuống làm bóng đá với con búp bê mặt yếm này. Bất luận châu trạch có muốn mở miệng nói chuyện phím như thế nào đi chăng nữa, có muốn trao đổi một chút tới mức nào, nhưng đối phương thế nhưng vẫn không cho anh một cơ hội đối thoại, dường như chỉ đơn thuần là đang đắm chìm trong loại vận động chơi đá bóng này mà thôi. 5 phút 10 phút 30 phút cái trò chơi vừa buồn chán lại đơn điệu này. Lại kéo dài lâu như vậy. Châu Trạch đã có chút buồn ngủ rồi, loại cầu nối liên hệ này không hao tổn điện, nhưng thứ tiêu hao là tinh lực của người mang mặt nạ đấy. Sau khi kéo dài thời gian lâu như vậy, trên phương diện tinh thần nhất định có chút chịu không nổi. Là ngày sao? Châu Trạch cảm thấy nên tăng thêm kỹ năng không tiếp tục làm chuyện ngớ ngẩn nữa đi. Nếu không, chờ sau khi anh tháo mặt nạ xuống, ý thức quay trở về thực tế. Anh làm sao giải thích với Banh Oanh được nội dung cuộc nói chuyện trong hơn nửa giờ qua đây. Nhưng phía bên kia. Chẳng qua là vẫn chỉ đá bóng như trước. Vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Ông chủ châu bóp bóp một tiếng. Hai cái tay tròn vo đặt xuống. Đè cái đầu kia lại. Trái bóng bất động. Người đối diện cũng bất động rồi. Châu trạch cấm lấy cái đầu búp bê của đối phương, nâng lên. Khiến cho mặt của đối phương đối diện với mặt của mình Hai con búp bê mặt đối mặt Nhìn chầm chầm vào kẻ đối diện Ngài là Mặt đối phương không cảm xúc Ngoại trừ sự kawaii đi kèm theo từ đầu Châu Trạch quyết định buông tha Bởi vì đây quả thực là một loại cảm giác dày vò Đặt đầu của đối phương xuống Bang Một cước đã ngược về Đối phương bỗng nhiên không lưng Bạch một tiếng bắt cái đầu này lại. Sau đó nâng lên. Lại đặt lại ở trên cổ của mình. Rắc rắc một tiếng. Xoay lắc phương hướng một chút, gắn lại thành công. Châu Trạch biết, đối phương là đang tiếp tục cố ý không nói lời nào. Được rồi, ngài không nói lời nào tôi cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian với ngài nữa. Từ trước tới giờ, trên phương diện này ông chủ Châu đều cực kỳ tự nhiên, có tiện nghi thì chiếm tiện nghi, nhưng loại chuyện tương tự như 9981 kiếp nạn tu thành chính quả như thế này, chắc chắn là anh sẽ trực tiếp lựa chọn buông tha ngay từ khi ở trường An rồi. Tạm biệt, ngài khỏe. Hô! Một khắc tháo mặt nạ xuống kia, Châu Trạch chỉ cảm giác được một trận choáng váng trong đầu mình. Lập tức bò dậy mà nôn vẹ ở ngay dưới giường. Ông chủ, không sao chứ. Oanh oanh vừa vỗ nhẹ sau lưng Châu Trạch vừa quan tâm hỏi han. Châu Trạch giơ tay lên, tỏ ý bản thân không có chuyện gì thở hổn hển mấy hơi châu trạch mới lần nữa nằm lên trên giường cảm giác mệt mỏi sâu sắc đã cuốn tới ông chủ lần này nói chuyện điện thoại lâu như vậy có phải là đã lấy được rất nhiều tin tức có giá trị hay không châu trạch gật đầu một cái nói để cho tôi sắp xếp và sàng lọc lại tin tức cho xong đã vâng ông chủ châu trạch nhắm mắt bắt đầu ngủ oanh oanh thì đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho châu trạch nhìn gương mặt ông chủ mệt mỏi như vậy có chút thương tiếc mới vừa rồi khi ở bên trong chắc chắn là ông chủ rất lao tâm lao lực để đối phó với hai đại nhân vật kia đi một bước cũng không thể mắc sai lầm nếu không thì sẽ bị nhìn thấu f ông chủ thật sự là quá cực khổ rồi ngày hôm nay phòng sách vừa có một cái ghế dựa mới làm từ hồng một quý giá do danh sư chế tạo không nói đến hoa văn tinh tế còn có đường nét mạ vàng tinh xảo thuộc về cái chủng loại cho dù người đối diện với bạn có không hiểu một chữ gì về nghề này nhưng khi nhìn thấy cái ghế dựa này cũng sẽ ngay lập tức ý thức được chắc chắn đó là thứ rất quý giá đấy lúc này hứa thanh lãng đang nằm ở bên trên cái ghế nhẹ nhàng lắc lư lắc lư lắc lư chậm rãi khoan thai mang theo một loại quy luật rất nhịp nhàng trên cái bàn ở bên tay trái đặt hạt hướng dương và long nhãn ở trên bàn trà ở bên tay phải là nước trà trên mặt lão hứa đang đắp mặt nạ không nhúc nhích giống như là đang hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt vậy cô gái da đen một cái thùng gỗ đẩy mở cửa của tiệm sách đi vào dạo này cô ấy đang bận rộn chuyện mở rộng vườn rau xanh nói bận rộn thì cũng đúng dù sao cũng có rất nhiều chuyện cô ấy còn dự định xây cho mình một cái nhà tranh ở bên đó phải là cái chủng loại có điểm nhấn đấy Nói không bận thì cũng không tới mức đó, mấy công việc như cậy toàn bộ gạch lát nền ra sau đó cải tạo lại mặt đất, bao gồm cả chuyện gieo giống, phục vụ, và vân vân. Sau đó, người đàn ông của cô ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết toàn bộ. Deadpool hiện tại đã bị cô gái da đen nuôi thành một cái máy gieo hạt hình người siêu cấp rồi. Thang ôi, cuộc sống này trôi qua thật sự rất được nha, thật đúng là giống như hoàng hậu vậy. Cô gái da đen đặt thùng gỗ xuống đất, chỉ chất lỏng màu trắng nhũ ở bên trong nói. Tinh chất thực vậy mà anh muốn đây, chờ lát nữa, thời điểm anh dùng nhớ chú ý tự mình pha loãng ra, đừng để quá đậm đặc. Hứa thanh lãng giơ tay lên, lắc lắc, tỏ ý bản thân đã biết rồi. Cô gái da đen đi qua phía bên quầy ba, rót cho mình một ly nước, uống từng ực ừng ực, nói. Tôi nói này, cái thói quen xa hoa trụy lạc này này anh cũng đến quá nhanh rồi đi. Nhanh sao? Quả thật rất nhanh kể từ lúc sư phụ nhà mình bỗng dưng bị tiêu diệt. Hứa Thanh Lãng ngoại trừ mấy ngày đầu trong lòng còn có chút ấm ức. Sau đó thì đã trực tiếp muốn hưởng thụ. Sau đó lập tức bắt đầu say trong cuộc sống vàng son thế này. Cái ghế này cùng với trạng thái hiện tại chính là mình chứng tốt nhất. Đương nhiên rồi, bạn cũng rất khó có thể nói được chữ không với cậu ta. Dù sao trong tay người ta có hai mươi mấy căn phòng, dường như đây mới thực sự là cuộc sống vốn có. 3. Trong tay Hứa Thanh Lãng rút ra một tờ biên lai. Cô gái da đen nhận lấy, gương mặt vốn đen thui lại ửng đỏ, che miệng, cười một tiếng, nói: "Cảm ơn anh trai." Ở trên biên lai là một bộ đồ gia dụng, cô gái da đen đã nhờ Hứa Thanh Lãng giúp đỡ đặt làm cùng một bộ. "Đúng vậy." Kẻ xa đọa Trụy Lạc không chỉ một mình Hứa Thanh Lãng. Cô gái da đen đầu tiên là được Châu Trạch giải mở phong ấn trên đùi. Sau đó lại có thể mở rộng vườn rau xanh, cũng đã bắt đầu theo đuổi một chút xíu hưởng thụ. Nhà tranh vẫn giữ được lớp vỏ nguyên sơ bên ngoài, nhưng bên trong là một bộ đồ gia dụng quý giá, chính là đang đối xử tốt với bản thân. Bạch Hồ nằm trên ghế sofa, nhìn lướt qua một nam một nữ này, tiếp tục siêu thoát ra khỏi trần thế. Dường như, tiệm sách có một loại ma lực, đó chính là bất kể trước đó bạn là người có chí tiến thủ như thế nào, có chí khí ra sao chỉ cần sau khi vào tiệm sách không được bao lâu là sẽ bị mặn hóa cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra thằng bé trai từ bên trong đi ra anh ta vừa tắm xong tóc ướt nhẹp cơ thể nho nhỏ trong tròng mắt lại để lộ ra một loại gọi là nhớ nhung ưu thương cô ấy đã rời khỏi tiệm mấy ngày rồi ông chủ trở lại rồi cũng lại đi rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại cũng không biết cô ấy sống thế nào có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không. Thằng bé trai ngồi xuống ở phía sau quầy ba, trong tay đang cầm một cây bút máy mà xoay bút, bí quyết của trò xoay bút này vẫn là do cô ấy dạy cho anh ta, bây giờ, anh ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này để giải tỏa nhớ thương mà thôi. Một chiếc cây e dừng ở cửa tiệm sách. Từ trên xe có một người đàn ông đi xuống. Người đó mang một cái kính gọng vàng. Vương Kha đẩy mở cửa tiệm sách. Hứa thanh lãng vẫn nằm yên không động đậy trên ghế dựa như trước, cô gái da đen tiếp tục xem danh sách đồ gia dụng trong tay mình, Bạch Hồ tiếp tục suy nghĩ viễn vông. Chỉ bởi vì ngày nào người đàn ông này cũng đến. Mọi người đã thành thói quen rồi. Cũng lười chào hỏi. Thằng bé trai có chút nhõng người dậy. Vương Kha đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn anh ta một cái. Thằng bé trai khẽ lắc đầu. Vương Kha thở dài, gật đầu một cái, xoay người, lại rời khỏi tiệm sách lên xe lại rời đi anh ấy tới xem thử con gái của mình đã về hay chưa mà lúc lâm khả không ở nơi này thằng bé trai cũng sẽ không chú dài chú ngắn ở trước mặt vương kha dù sao nếu thực sự tính về tuổi vương kha ngay cả tư cách làm cháu chắc chút của anh ta cũng không có chạng vạn tối rất nhanh tới cô gái da đen trở về viện bảo tàng tượng sáp rồi lão hứa đứng lên từ trên ghế dựa xách thùng gỗ đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm một phen sau đó nghỉ ngơi sớm một chút bạch hồ trở mình tiếp tục siêu thoát khỏi trần thế kể từ lúc trở về từ dung thành bạch hồ thực sự trở nên thuần khiết hơn không ít thậm chí là phần khí chất này cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc thôi bút trong tay thằng bé trai vẫn đang chuyển động nha thứ đang xoay là bút xoay nhưng không chuyển là nỗi nhớ thương vô tận không khí ở bên trong tiệm sách không coi là đè nén nhưng cũng yên lặng đến mức làm cho người ta có chút mệt mỏi khí thế giữa người và người có thể ảnh hưởng lẫn nhau mà ở nơi này không khí của mấy người này lại làm tăng thêm bệnh tình của nhau cũng may người đàn ông kia không ở nhà nếu không cái tiệm sách này thực sự có thể đổi thành bán muối tự sản xuất đó đương nhiên không phải là mỗi người đều đang trải qua ngày tháng tốt như vậy luôn sẽ có người lựa chọn đi gánh vác ở phía trước. Tỷ như, lão đạo, người hôm nay sẽ khôi phục lại kênh livestream lần nữa. Ông ta mang theo hầu tử đi mở một buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời rồi, đến vào lúc này còn chưa quay lại. Nghe nói hôm nay phải đi tới vài chỗ, vì để chào đón 70 năm ngày thành lập nước, lão đạo đã chuẩn bị làm một series tiết mục tương đối tích cực. Với loại chủ đề như bán tiền âm phủ là cổ suý cho mê tín dị đoan trước đó, đương nhiên là không thể dùng lại được nữa. Gần đây ông ta dự định hàng ngày đưa bạn bè xem trực tiếp trên mạng đi thăm một số viện bảo tàng và nghĩa trang ở lân cận, đưa mọi người cùng đi ôn lại những năm tháng màu đỏ. Vì thế, nền tảng phát sóng trực tiếp này đã thực hiện được những bước tiến lớn hơn so với lão đạo. Chờ đến 8 giờ tối. Phương Phương ở tiệm thuốc cách vách đi tới. Đẩy mở cửa tiệm sách. Nói với thằng bé trai đang ngồi ở phía sau quầy bar này chỗ tôi có một gói chuyển phát nhanh không biết là của ai nhưng địa chỉ lại đúng là tiệm thuốc chúng tôi tôi đoán chừng có phải là nhân viên chuyển phát nhanh đưa nhầm rồi hay không nha thằng bé trai hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn phương phương anh ta không thân quen với người của tiệm thuốc bình thường cũng không giao tiếp gì nhiều lắm là có quen biết mà thôi dù sao anh ta cũng sẽ không bị bệnh lục phóng ông trong tiệm sách chúng ta có người tên lục phóng ông sao phương phương hỏi là lão đạo chật cái tên này quá ngang ngược giống như lục du vậy cha mẹ ông ta đặt cho ông ta cái tên như thế sẽ không sợ quá lớn sao ừm vậy được rồi còn có ai ở nhà không không có ở đây được rồi sau khi ông ta về thì anh bảo ông ta đến tiệm thuốc cách vách nhận đồ chuyển phát nhanh một chuyến nhé tôi không chuyển qua được hai thùng hàng chuyển phát nhanh thật to còn nặng nữa đấy có vài người nửa đời trước hùng hùng hổ hổ nửa đời sau lại thân lâm vào cảnh ngục tù có vài người là sau khi trải nghiệm sống lớn dân trào lựa chọn vĩnh viễn ẩn nấp trên bờ cát trong đó hoặc là chủ động hoặc là bị động tuy nhiên cũng đều tuân theo quy luật tự nhiên tuổi trẻ qua nhanh cũng tỷ như câu tân hiện tại người đã từng được tiên nhân an ủi xoa đỉnh đầu trên người được tặng vận may cực lớn đặt ở trong rất nhiều tiểu thuyết trên giá sách của tiệm sách ở cách vách Thông thường anh ta sẽ mang mạng của nhân vật chính, mở auto nhân sinh, mở ra plugin của nhân sinh, không cần phải giải thích. Nhưng bây giờ, anh ta lại tiến vào cuộc sống dưỡng lão trước thời hạn. Từ sau khi Hắc Bạch vô thường rời đi, căn bản là không hề quay lại nữa, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ thông qua điện thoại di động mà gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe một chút, còn thường thường chia sẻ một vài loại canh gà cho tinh thần trong vòng bạn bè. Câu Tân không trách được hai thủ hạ ở dưới tay mình này. Trên thực tế, dù là hai thủ hạ này liều mạng, lấy hết dũng khí giết tới cửa tiệm thuốc. Miệng hét. Cứu đại đương gia ra ngoài. Câu tân anh ta có dám trong ứng ngoài hợp hay không, hoặc là có dám thực sự bước ra khỏi tiệm thuốc này hay không, thật sự vẫn rất khó nói. Con người vẫn luôn tự xưng là vạn vật chi linh, nhưng trên thực tế, thú tính trên người vẫn còn rất rõ ràng, chỉ cần sử dụng biện pháp phù hợp, chỉ cần cổ tay đủ khỏe, chuyện thuần phục một người, cũng không khó hơn thuần phục một con sư tử đâu. Đương nhiên, Câu Tân sẽ không thừa nhận bản thân đã bị thuần phục, anh ta chỉ cho rằng hiện tại bản thân là du long mắc cạn, hổ lạc đồng bằng. Là trời cao, là tiên nhân đang khảo nghiệm anh ta. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, anh ta có thể hiểu thấu hết được những thứ hư vô này, đông sơn tái khởi. Đúng vậy, hiện tại anh ta cũng chỉ còn lại mơ ước mà thôi, bởi vì đối với hầu hết mọi người mà nói, ước mơ là món hàng rẻ nhất và cũng là thứ dễ có nhất. Lấy ra một chai rượu bỉ ngạn hoa, uống được nửa chai, sau đó cầm lấy phần cơm heo quay phương phương vừa mới đưa tới, Câu Tân ăn đến ngon lành. Ăn được một lúc, Câu Tân bỗng nhiên dừng động tác đang nhai lại. Có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường ở bên cạnh mình. Cô bé con ở trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, lại mở mắt ra, đang nhìn anh ta. Câu Tân cười một tiếng. Nuốt phần cơm trong miệng xuống, không coi là chuyện quan trọng gì. Tiếp tục ăn cơm của mình. Anh ta biết rõ thân phận của người trên giường bên cạnh, một đại nhân vật đáng sợ nha, cho dù là anh ta lúc đầu, khi còn đang tự do tự tại ở bên ngoài, nếu như đụng phải vị ở trước mắt này, cũng phải thu hồi tất cả ngạo khí, nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn, nên cúi đầu cũng phải cúi đầu. Nhưng ở nơi này, dường như thoáng cái đã không còn trên lệch địa vị thân phận gì đó. Cũng không có trên lệch huyết thống xuất thân càng không còn phân chia thực lực mạnh hay yếu Phản phất như ở trong căn phòng bệnh nho nhỏ này thực sự đã xây dựng được hiện thực một xã hội người người bình đẳng tốt đẹp trước thời hạn vậy mọi người đều là tin chỉ có khác biệt về công suất trừ chuyện đó ra còn có thể so ai cao quý hơn ai được chắc tuy nói trong lòng còn có chút chột dạ nhưng câu tân vẫn vùi đầu tiếp tục ăn cơm chúng sinh bình đẳng có thể làm tăng độ thơm ngon của thức ăn cho anh ta nếu như đạo lý này không đúng nữa, vị đại nhân vật ở bên cạnh này thật sự có thể mạnh mẽ lên, phá vỡ hết tất cả mọi thứ này, câu tân anh ta cũng tình nguyện lập tức quỳ xuống hành lễ với vị đại nhân vật này. Ngược lại, có thế nào thì anh ta cũng không thiệt thòi, đúng không nào? Người của âm ty thật đúng là nhìn vào sự chênh lệch thân phận, nhưng cô cũng không thể nhìn thấy tôi ăn một bữa cơm trước mặt cô là đã ghi hận đến mức muốn dùng tôi vào chỗ chết chứ. Chờ ăn hết phần cơm xong. Tô Tân vỗ bụng một cái. Tựa vào gối đầu trên giường bệnh của mình. Có một điểm không thể không thừa nhận. Trong nửa năm nằm viện này, người ta thì càng ngày càng tiều tụy gầy gò, còn mình thì nhìn là đã biết rõ là phát phúc, cái bụng này cũng đã có luôn rồi. Xoay người, nhìn giường bên cạnh một chút, phát hiện bé gái này còn đang nhìn mình, trong ánh mắt, có vẻ rất nghi ngờ rồi. Cũng rất lợi hại, thương thế đã nặng như vậy, hơn nữa còn là tổn thưởng trên linh hồn, lúc này mới được mấy ngày nha, lại thực sự có thể nháy mắt được, rõ ràng, nhất định là đã có ý thức hành vi. Rốt cuộc đúng là người so với người, không đúng, là quỷ so với quỷ, đều không thể so sánh được. Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi, câu tân cũng không ngại làm hướng dẫn viên du lịch cho người này, phải biết bình thường ở trong căn phòng bệnh này, anh ta ngoại trừ việc chơi game, cũng chỉ có thể trao đổi một chút với Phương Phương mà thôi. Nhưng Phương Phương là một cô nàng lắm lời, giọng lại lớn, nói chuyện phím với cô ấy, cạn nước bọt cũng coi như xong đi, còn có thể chịu được, mấu chốt là cái giọng nói oan oan đó không ngừng vang vọng lại bên trong phòng bệnh, chấn động đến đau cả ốc người đấy. 3. Châm một điếu thuốc Sau khi ăn xong hút một điếu thuốc thì sướng hơn cả tiên rồi. Đại nhân Tiếng xưng hô này, không thể quên được. Tuy nói câu tân cảm thấy không quá thực tế, nhưng lỡ như vị đại nhân này thật sự có thể tạo ra kỳ tích và hy vọng thì sao? Dù sao, từ trước đến nay, hiện thực vẫn luôn chứng minh với mọi người rằng, quy tắc thông thường đều là do đại chúng lập ra, đại nhân vật thực sự phá vỡ quy tắc còn chưa tính là gì, thậm chí còn có thể chế định ra quy tắc. Đôi mắt Khánh nháy một cái. Hiển nhiên, cô ta nghe hiểu được. Câu Tân không ấn chuông của phòng bệnh, anh ta không muốn thông báo chuyện Khánh đã tỉnh cho tiệm sách bên kia. Có lẽ, ở bên tiệm sách cũng không nghĩ tới một người bị thương nặng đến như vậy, lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy đúng không? Nơi này là tiệm thuốc nằm kế bên tiệm sách. Sự nghi ngờ trong mắt Khánh trở nên đậm hơn. Cô không biết tiệm sách. Câu Tân có chút buồn bực, chẳng lẽ là vị đại nhân vật này bị bắt từ bên ngoài tới sao? Khánh nháy một cái mắt, tỏ ý bản thân không biết. Sao cô có thể không biết được chứ, nơi này là thông thành, có hiểu không nhỉ? Khánh nhắm mắt, rồi lại mở ra chỉ là một cái nháy mắt lại có thể lộ ra rất nhiều ý nghĩa chuyện này thì quá kỳ lạ rồi nếu đại nhân ngài biết rõ nơi này là thông thành sao lại không biết tiệm sách chứ hang ổ của bọn họ thì ở trong tiệm sách ở bên cạnh nha nếu ngài đã đến thông thành sao lại có thể không nghĩ tới nơi này trước được nói tới chỗ này câu tân dừng lại tay phải tiếp tục cầm điếu thuốc tay trái giơ lên cho mình một bạt tay ba thanh thúy vang dội ánh mắt khánh lộ ra vẻ nghi ngờ một là nghi ngờ động tác này của câu tân thứ hai là đang nghi ngờ lời câu tân nói cô ta lúc đó sao lại không nghĩ tới chuyện tới thăm đạo tràng của châu trạch một chuyến là do khinh thường là chẳng muốn đi hay là do những nguyên nhân khác là do bọn họ may mắn câu tân cảm giác gò má bên trái của mình đau rát buồn bực khó chịu khánh trừng mắt nhìn Nơi này là tiệm thuốc ở kế bên hang ổ của quỷ sai thông thành, tôi nằm ở nơi này nửa năm rồi. Khánh không hề bị lay động. Nhìn ngài, đoán chừng cũng phải cùng nằm đây với tôi rồi. Khánh tiếp tục không hề bị lay động. Đại nhân, ngài chớ không tin, nơi này cực kỳ tà tính, nhất là ông lão thích mặc đạo bào ở trong tiệm sách ở bên cạnh kia, lại càng tà môn ý như chúng ta. Ánh mắt Khánh lộ ra vẻ suy tư, cô ta biết anh ta đang nói tới ai rồi, là lão đạo người đó. Khi cô ta ngồi xe từ Dương Châu tới, vừa ra khỏi cao tốc, thì đã được bộ đầu bản xứ của Thông Thành, Châu Trạch tiến cử lão đạo đó cho làm người dẫn đường cho mình. Này, đại nhân, ngài đã từng gặp ông ta rồi đúng không? Khánh tiếp tục chớp mắt. Vậy thì không kỳ quái, thực sự không kỳ quái, nếu chưa từng gặp ông ta, sao lại có thể bị ném tới nơi này được, ha 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 ha. Đây cũng không phải là đang vui vẻ thực sự, anh ta cười chỉ là lớp vỏ tự vệ của anh ta mà thôi. Trong đó có ưu thương, có bất lực, có bàng hoàng, đồng thời còn ẩn giấu sự sợ hãi sâu sắc. Nếu đã như vậy, đại nhân, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, thực sự đấy. Cá nhân tôi đề nghị, hiện tại đại nhân ngài mới chỉ khôi phục được một chút mà thôi, thương thế còn chưa lành, trước tiên phải xây dựng tâm lý thật tốt, ngày sau tỉnh lại sẽ không thống khổ như vậy, hoặc là có thể rút ngắn thời gian của quá trình thống khổ và giải dụa này. Nói như thế, từ góc độ của cá nhân tôi mà nói, tôi vẫn hy vọng đại nhân ngài có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp đánh vỡ mấy vách tường bao quanh đây, chém giết hết tất cả đám người trong tiệm sách ở cách vách, chém giết 100 lần nha. Khánh nghi ngờ. Cô ta cảm thấy trên người cái người này toát ra khí tức của bộ đầu nhỏ từ âm ti. Hình như đầu óc có chút vấn đề có phải đại nhân ngài cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề hay không thật ra thì thứ có vấn đề không phải là tôi mà là xã hội này khánh nhắm hai mắt trao đổi kết thúc hiển nhiên không có bất cứ hiệu quả nào câu tân vừa cười một tiếng tiếp tục hút thuốc của mình không thành vấn đề chờ xem đi trong này coi như là có ưu thế của lão tiền bối ở trong lòng đi cùng với cái loại tự hào khi nhìn xa trong rộng đoán ra được tương lai đi giày bị hỏng mũ bị hỏng cà sa trên người bị hỏng rồi bạn cười tôi hắn cười tôi giọng hát càng càng vang lên theo nhịp điệu khánh lại mở mắt ra cô ta nhìn thấy câu tân đang rung đùi sau đó cô ta lại nhắm hai mắt vào thời điểm vết thương của mình còn chưa khôi phục thực lực vẫn chưa khôi phục lại như cũ cô ta biết phải che giấu bản thân như thế nào chức quan, cộng thêm thân phận, chẳng qua chỉ là mây bay, thứ có thể khiến cho thủ hạ người người đều sợ hãi và tôn kính thật sự, thật ra thì vẫn là thực lực của bản thân mà thôi. Này, tiểu cậu thả à, đến đây, mang trái cây cho anh đây, hôm nay mới vừa hái trong nông trại ở ngoại ô của tôi đấy, thế nhưng hoàn toàn tươi nha. Còn có một ít chuối tiêu nữa, đợi lát nữa sẽ mang qua đây. Cảm. Cảm ơn nhé. Câu tân thụ sủng nhược kinh mà cảm ơn lão đạo đặt trái cây ở trên tủ đầu giường, gãi đầu một cái, nhìn lướt qua khánh đang nằm ở trên cái giường bên cạnh. hai cũng không biết được đến lúc nào cô bé con này mới có thể tỉnh được nha, cô bé số khổ này, e giết. tiếng than thở này của lão đạo, tuyệt đối là thật tâm thật ý, phát ra từ tận đáy lòng. ngay từ đầu, chẳng qua lão đạo cảm thấy, mặc dù cô bé con này và mình chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng cô ta lại một lòng muốn bảo vệ, bảo vệ ông ta cực kỳ cảm động. Sau đó, lão đạo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và thương tiếc đối với vận mệnh thê thảm của cô bé con này. Tội lỗi nha. Rốt cuộc đời trước cô bé như cô đã tạo nghiệp gì? Mà vận may có thể tuyệt đỉnh đến thế này chứ? Lão đạo à, hàng chuyển phát nhanh của ông. Được rồi, đến đây. Lão đạo đi tới cửa phòng bệnh. Phương Phương chỉ chỉ hai cái thùng hàng chuyển phát nhanh đã được đặt ở bên chỗ hàng lang nói. Ừm, ở bên kia kìa, nặng đến chết mất. Cám ơn nhé, đại muội tử. Bần đạo đi qua xem thử là cái gì trước. Ồ, băng keo này dán thật là chặt nha, có cây kéo không? Trong ngăn kéo tủ đầu giường Câu Tân có cây dao gọt trái cây, anh ta dùng lúc ăn trái cây đấy, ông có thể dùng nó. Được. Lúc này lão đạo không lưng, vác hết hai cái thùng hàng chuyển phát nhanh lên. Chật. Thật sự rất nặng đấy. Tuy lão đạo có chút công phu, nhưng vẫn cảm thấy đang gắn hết sức. Phát thùng hàng chuyển phát nhanh quay lại phòng bệnh. Lão đạo nói với câu tân. Tiểu huynh đệ, cho tôi mượn cây dao gọt trái cây. À, được. Câu tân nhìn thấy lão đạo là đã phát rung, nhưng vẫn run rẩy đưa cây dao gọt trái cây qua. Lão đạo nhận lấy dao. Rạch một tiếng. Lập tức mở thùng hàng chuyển phát nhanh ra. Ngay sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi này chuyện này mà khánh người vẫn luôn giả vờ hôn mê ở trên giường bệnh giống như là cảm ứng được gì đó chợt mở mắt ra lần này trong mắt của cô ta tràn đầy kinh hãi thùng hàng chuyển phát nhanh bị dao gọt trái cây cắt mở lúc lão đạo dùng hai ngón tay xé mở vết cắt ra xé thùng ra hai bên lộ ra thứ ở bên trong là một con búp bê con trai rất tinh xảo nha dùng giấy nhựa trong suốt bọc lại. Da thịt vô cùng miệng màng. Trên người mặc bộ âu phục nhỏ màu trắng đen. Trên cổ còn mang một chiếc cà vạt nhỏ. Tóc cũng được chải thành bộ dạng của người lớn. Hắc. Con búp bê bơm hơi này. Thật đúng là rất đáng yêu. Đúng vậy. Phản ứng đầu tiên của lão đạo. Là một vị fan xem trực tiếp thần thông quảng đại nào đó, đại khái biết được địa chỉ của ông ta, sau đó gửi cho mình hai gói hàng chuyển phát nhanh để trêu đùa. Nhưng mà thật là, sao là là búp bê con trai chứ? Không để tâm, không để tâm gì hết nha. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, lão đạo chưa từng suy nghĩ đến một loại khả năng nào khác. Nói nhảm. Người bình thường nhận hàng chuyển phát nhanh, làm sao có thể nghĩ tới chuyện bản thân nhận trúng thứ gì đó được chứ? Giống như khi bạn mua đồ ăn giao hàng, ăn trúng con gián hay tóc trong ở trong hộp đồ ăn thì bạn vẫn đều sẽ cảm thấy bình thường, nhưng bạn sẽ nghĩ tới chuyện bạn lại có thể ăn ra được nhẫn vàng của bà chủ quán từ trong hộp cơm hay sao? Lão đạo xoa xoa tay. Này nhé! Con này là nam. Vậy bên trong thùng hàng chuyển phát nhanh còn lại kia, dù sao cũng nên là nữ đi. Thật ra thì... Lão đạo cũng không cầm thú như vậy. Nhưng con người mà vào lúc này, nhất định là sẽ nghĩ đến phương diện kia. Thật ra thì, trong thực tế, người đã thực sự từng dùng búp bê bơm hơi vẫn là số ít trong số ít, còn người chỉ mong xem thử một chút hoặc là sờ một chút cho biết cảm giác căng căng đó thì lại không ít đi. Lão đạo cầm dao gọt trái cây. Phật. Lần này, trực tiếp cắm thẳng vào trong thùng hàng chuyển phát nhanh. Sau đó, hai tay lão đạo chụp lấy cái lỗ đó, bắt đầu xé mở thùng hàng. Mở ra xem một chút. Ai? Lại là một búp bê con trai. Lão đạo cảm thấy người bạn trên mạng này thật xấu xa nha, xấu tính kỳ cục, đây không phải là đang thực sự một lấy ông ta làm trò vui sao? Chính là như vậy. Hai con búp bê bơm hơi này có thể đưa cho cái đôi nhà cô gái da đen dùng làm bù nhìn rơm. Mặc dù hình như bọn họ thực sự không cần dùng tới bù nhìn rơm. É, hình như chỗ này bị tôi đâm hư rồi. Lão đạo đưa tay vỗ lên trán mình một cái nông nổi quá nông nổi qua rồi trước đó mở cái thùng đầu tiên là cắt ngang cái thùng thứ hai thì bị ông ta đâm rách giấy bọc của thằng nhóc này cũng bị ông ta xuyên thủng luôn rồi quần áo của búp bê cũng bị ông ta chọc rách rồi hư rồi sao sẽ không thoát khí chứ còn có thể sửa lại được không chắc cũng có thể đi địa chỉ nhà máy ở nơi nào nhỉ chắc là có thời gian bảo hành đi ờ sao lại chảy máu được Chảy máu, chảy máu, chảy máu rồi. Ôi má nó chứ. Lão đạo bị dọa đến mức trực tiếp ngồi bệt trên nền gạch. Cái này con mẹ nó là búp bê chỗ nào chứ. Đây là người sống đấy. Phương Phương à, Phương Phương, Phương Phương ới. Sao vậy, lão đạo? Cứu người, cứu người với. Cuộc phẫu thuật. Tiến hành rất thành công. Hai bác sĩ của tiệm thuốc bước ra từ phòng phẫu thuật mặt không thay đổi đi vào rồi lại mặt không đổi sắc đi ra. Bọn họ đã nhất trí quyết định tối nay trở về tiếp tục nghiên cứu học tập những luận văn liên quan tới chết giả thêm một chút. Bởi vì lúc bọn họ đi vào phòng phẫu thuật, người bị thương cũng đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh rồi, sau khi được bọn họ cấp cứu, người bị thương vẫn không có hô hấp. Đây vốn dĩ là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng có ví dụ của Khánh ở trước mặt, hai vị bác sĩ này lại không cảm thấy có chuyện gì bất ngờ không có ai đi báo cảnh sát cũng không có ai từng nghĩ tới chuyện này đây không phải là vấn đề phúc lợi và đãi ngộ của tiệm thuốc tốt là có thể giải thích được phúc lợi có tốt hơn nữa cũng không thể khiến mọi người trở nên bình tĩnh như vậy có lẽ thật sự có một loại nguyên nhân đặc biệt khiến cho các bác sĩ và y tá của tiệm thuốc tự bản thân bọn họ cũng không nhận ra lại theo bản năng đều bắt đầu nhìn với con mắt khác với mỗi một bệnh nhân mà tiệm sách đưa tới có lẽ cho dù có một ngày người của tiệm sách đưa một con heo tới cấp cứu, nói nó là bác giới, đám bác sĩ và y tá trong tiệm thuốc này cũng sẽ vừa nói thiên bồng nguyên soái ngài cố gắng chịu đựng, vừa dùng hết toàn bộ khả năng mà cứu chữa đi. Căn phòng bệnh vốn còn đang tính là rộng rãi, sau khi thêm một cái giường, rồi lại thêm hai cái. Bốn cái giường rồi, cũng bắt đầu có chút chen chút rồi. Chuyện này khiến cho cái giường bệnh này gần như là bị đẩy sát vào nhau. Đám bác sĩ y tá thu xếp nơi này ổn thỏa xong, nên tan việc đều lập tức tan việc cũng chỉ còn một mình phương phương phụ trách các đêm đợi sau khi bộ phim mà cô ấy đang cày kết thúc cô ấy cũng sẽ đi ngủ lão đạo ngồi ở trên ghế ở góc giường bệnh mở bàn tay phải vừa mới cầm dao của mình nhìn đi nhìn lại luôn có loại cảm giác ấy này rằng chính bản thân vừa mới giết người thật ra thì lão đạo cũng không ngốc như vậy nhất định là người gửi hàng chuyển phát nhanh cho ông ta có vấn đề nhưng cho dù có vấn đề đến thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ được chuyện ông ta vừa một cho một vị trong đó một dao ngay trên ngực tiện tay nha phi thật sự là tiện tay đấy mở thùng hàng chuyển phát nhanh một cách đàng hoàng thì sẽ chết hay sao chứ câu tân tựa vào trên giường bệnh bây giờ giường của anh ta đã bị chuyển đến sát trong cùng dựa sát vào vách tường nhìn về phía phải là ba chiếc giường bệnh ánh mắt trong mông lung trong mơ hồ dường như đó cũng là bóng dáng cả bản thân nửa năm về trước bởi vì lão đạo chẳng qua chỉ là một người bình thường cho nên cảm ứng không ra nhưng tô tân thì khác trong nháy mắt khánh được đưa tới kia anh ta đã có thể cảm ứng được khí tức không tầm thường từ trên người khánh bây giờ hai người mới được chuyển vào phòng bệnh kia bọn họ về mặt khí tức không kém khánh một chút nào. Câu tân bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cho dù là có làm tin, bản thân vẫn đã bị mất giá. Trước đó, là một mình anh ta phát điện. Hiện tại, có ba cục pin công suất lớn. Anh ta lại thật sự chỉ là một đàn em thôi. Tuy nói bị ép làm tin rồi, trong lòng lại còn có tâm tư đi tranh sủng, chuyện này khiến người ta cảm thấy xuất hổ nhưng ý niệm này lại không thể khắc chế được mà cứ muốn chạy theo hướng đó, bản thân anh ta cũng không khống chế được. Ngoài ra, lúc câu tân về đặt len lén liếc mắt nhìn lão đạo đang ngồi trong góc một phen. Trong lòng anh ta có chút phát run. Cái tiệm sách này, đang dự định điểu thương hoáng pháo. PS nghĩa đen, đổi súng bắn chim thành đại súng, ý chỉ gia tăng công suất, thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Thăng cấp thành nhà máy năng lượng nguyên tử luôn sao bởi vì nguyên nhân vị trí của lão đạo nên ông ta không thấy được vị trí của khánh cho nên khoảng thời gian này đôi mắt khánh vẫn trợn trừng trong mắt lộ ra sự hoảng sợ sâu sắc làm sao có thể lương và hữu sao lại đều đến nơi này chứ không phải là bọn họ đi bắt phủ quân rồi sao làm sao lại bị đưa tới nơi này hơn nữa còn bất tỉnh nhân sự nữa lại còn lấy phương thức bị gửi chuyển phát nhanh mà bị gửi đến nơi này. Lương và Hữu là của đồng đội của cô ta, đội cấp độ ớt này, có ba người, chính là ba người bọn họ. Bây giờ, vâng, ba vị đại nhân vật trong đội cấp độ ớt. Vào lúc này, lại tề tựu đông đủ trong một căn phòng bệnh nho nhỏ thế này. Lần đầu tiên, rốt cuộc Khánh đã ý thức được. Người đàn ông mới vừa mới ăn cơm heo quay đến rất ngon lành ở trên giường kia dường như anh ta thực sự nói không sai cái tiệm sách ở bên cạnh kia có vấn đề rất nhiều rất nhiều hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trong đầu khánh trước hết là vị bộ đầu thông thành mặt mũi còn có chút anh tuấn kia dáng vẻ khí chất lười biếng ung dung kia chỉ là ngụy trang của anh ta thôi sao buồn cười nhất chính là lớp ngụy trang này lại hoàn toàn lừa gạt được cô ta Cô ta thế nhưng là cao tầng của đội chấp pháp đấy, thay lời khác mà nói, giống như là đặc vụ quân thống năm đó, lại cứ như vậy ngu ngốc bị người ta lừa gạt từ đầu tới cuối. TS Đặc vụ quân thống cục điều tra thống kê trực thuộc Ủy ban quân sự Trung ương Quốc dân Đảng, tiền thân của cục quân báo, hoạt động thực chất của nơi này là mật vụ, tình báo. Cục điều tra thống kê Quốc dân Đảng cục quân báo. Nhưng hiện tại thì chuyện gì đang xảy ra đây? Ba người. Ba người lại toàn bộ đều ở nơi này ngay cả vào thời điểm này khánh vẫn không ý thức được lão đạo đã phát huy vai trò của một nhân vật hết sức quan trọng trong đó bởi vì lão đạo thực sự chỉ là một người bình thường trên người ông ta không có khí tức huyền tu cũng không có quỷ tức không phải là yêu cũng không phải là cương thi thật sự chỉ là một người bình thường đến hết mức mà thôi một người bình thường cởi đạo bào xuống Mặc đồng phục màu vàng vào là đã có thể dung nhập một cách hoàn mỹ vào quân đoàn dọn vệ sinh rồi. Câu Tân nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Khánh. Câu Tân bỗng nhiên bật cười. Chó chê mèo lắm lông. Không nên cười, nhưng vẫn rất buồn cười. Nhìn thấy rồi đi. Kiểu gì? Tôi nói không sai chứ. Ở nơi này, tôi thế nhưng vẫn là trạm phát điện lão tiền bối đó ngài xem thử một chút đi. Vừa mới rồi, ánh mắt của ngài vẫn đầy kinh thường. Bây giờ nha, cũng đã trở thành thành viên ở nơi này rồi. Ha ha. Chích 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 chích. Tiểu hầu tử đẩy mở cửa phòng bệnh, trong tay sách một túi chuối tiêu chạy tới. Hôm nay lão đạo mang theo nó đi ngoại ô mở buổi phát trực tiếp. Sau khi trở lại, lão đạo mang theo đồ qua thăm người ở bên tiệm thuốc trước tiểu hầu tử thì theo dàn giáo mang một số dụng cụ phát trực tiếp nhỏ về tiệm sách trước. Vào lúc này, tiểu hầu tử dựa theo sắp xếp trước đó của lão đạo, mang một phần chuối tiêu đã mang về qua cho tiệm thuốc. Nhìn thấy lão đạo tâm trạng có chút chán nản ngồi ở bên kia. Tiểu hầu tử có chút ngoài ý muốn. Lúc trở về tâm trạng lão đạo vẫn rất tốt đấy. Sao hiện tại mới không được bao lâu mà đã trở thành bộ dạng này rồi? Tiểu hầu tử sách chuối tiêu chạy đến trước mặt lão đạo lão đạo uể oải đưa tay sờ đầu tiểu hầu tử một cái tiểu hầu tử lấy một trái chuối tiêu ra tự tay lột vỏ đưa chuối tiêu đến bên miệng lão đạo lão đạo cười cười há miệng cắn một cái sau đó dùng hết sức lực ôm lấy tiểu hầu tử cuộc sống vẫn phải tiếp tục về phần chuyện chuyển phát nhanh này vẫn là về thương lượng trước với đám người hứa nương nương ở bên cạnh một phen đi lại thông báo cho ông chủ một tiếng ít nhất. Phải tìm được rốt cuộc là ai đã gửi kiện hàng chuyển phát nhanh này cho ông ta. Cũng không biết được là tên khốn kiếp nào rảnh rỗi không đi sinh con đi mà lại bày ra trò đùa này với ông ta. Đứng dậy. Lão đạo đi tới trước chiếc giường ở trong cùng của. Vừa vặn đưa lưng về phía Khánh. Tiểu cẩu thả à. Ngài. Ngài nói đi. Câu tân, trong lúc vô tình, lại bị lão đạo trấn áp một lần nữa. Phải biết rằng loại cấp bậc đại lão như khánh đây bình thường ở địa ngục cũng khó mà gặp được kết quả không đến mấy ngày lại gặp được ba người hơn nữa người ta còn rất trâu nha muốn gặp còn không cần mời tới trực tiếp gửi chuyển phát nhanh chỗ ở sẽ nhỏ hơn một chút anh tạm chịu khó một chút nhé tiệm thuốc chỉ có hai căn phòng bệnh căn này phòng bệnh vẫn luôn cho câu tân ở còn có một phòng được đặc biệt bỏ trống lấy đối phó với mấy đám người tới vào ban ngày không có chuyện gì, không có chuyện gì, yên tâm đi, chỗ này của tôi tôi tự lo liệu được, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Câu Tân cảm thấy lời thoại và biểu cảm hiện tại của mình. Rất giống là tư thế năm đó lúc đối phó với quân Nhật đấy. Chích 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 chích. Tiểu hầu tử nhảy ra từ trong ngực lão đạo, leo đến vị trí trên bả vai lão đạo, yên ổn vững chắc mà ngồi ở đó. Một màn này. Bóng lưng một người một khỉ này hoàn toàn rơi trong mắt khánh người hiện tại đang nằm trên chiếc giường ở bên cạnh hầu tử nam giới nam giới hầu tử đồng đội đồng đội chính mình đây là đây là vị này là trong đôi mắt đang trợn trừng của khánh vốn dĩ là vẻ hoảng sợ lại đang từ từ rút đi thay vào đó chính là một loại cảm xúc sâu tận xương tủy một sự kinh hoàng buổi sáng hôm sau bên tiệm sửa xe gọi điện thoại tới, nói xe đã được sửa xong. Châu Trạch lập tức mang theo anh Oanh đi lấy xe, anh Oanh rất chủ động ngồi vào chỗ ghế tài xế, dáng vẻ có chút hưng phấn. Ông chủ Châu há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng vẫn là bỏ đi, ngồi vào vị trí phó lái. Tuy nói tấm da thú đã vào tay, nhưng Châu Trạch còn không đến mực tự nhiên trực tiếp từ Hoài An chạy Đông Bắc, tìm Long Mạch là một chuyện vặt vảnh nhưng rất cực khổ đấy, không đúng, là một chuyện cực kỳ thê thảm mới đúng bên cạnh anh còn chỉ mang theo một oanh oanh, thăm dò một công trình địa chất lớn như vậy, không khỏi có chút lực bất tòng tâm, cũng không thể để cho bản thân dầm mưa giải nắng chui tới chui lui trong khe núi được. Vẫn là mang một ít thủ hạ cùng đi sẽ tương đối tốt hơn đi, ít nhất là phải mang bạch hồ theo, ngược lại nơi đó là quê hương của cô ta, quen đường. Nghe nói luật sư An cũng đi Đông Bắc rồi, đến lúc đó có thể liên lạc anh ta, có anh ta phụ trách tổ chức và điều quân, anh thật sự có thể tiết kiệm rất nhiều tâm sức. Xét đến cùng, vẫn là do lười biến quen thói, nếu phải trở lại đoạn thời gian phấn đấu gian khổ như thế này, thật sự vẫn không thích ứng được. Lui một vạn bước mà nói, mọi việc đều phải do người ông chủ như anh đây tự mình làm, vậy anh còn thu nạp nhiều thủ hạ như vậy để làm gì chứ? Quanh oanh lái xe rất cẩn thận, dọc đường đi tình hình xe cũng rất không tệ, đến lúc xế chiều, rốt cuộc xe cũng tiến vào cao tốc, tiến vào khu vực thành phố thông thành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha